Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, hôm nay cô cùng với các con sẽ tìm hiểu bài tập đọc Nhà bố ở Bài tập đọc ngày hôm nay sẽ nói về tâm trạng của bạn Páo, Một bạn nhỏ sống ở miền núi lần đầu tiên về thành phố thăm bố Bố sống ở một phòng tận tầng 5 qua bài thơ này các con sẽ biết bạn báo nghĩ gì về thành phố về nhà của bố chúng ta sẽ vào phần đầu tiên đó là phần luyện đọc với bài đọc này các con đọc giọng thong thả chậm rãi theo từng bước chân của bạn báo và đến đoạn cuối cùng thì con đọc với giọng tha thiết tình cảm thể hiện nỗi nhớ quê của bạn ấy các con nhé cô sẽ đọc mẫu một lượt các con cùng theo dõi nhà bố ở nghỉ hè báo đi thăm bố ngọn núi ở lại cùng mây mặt trời theo về thành phố tiếng suối nhòa sau cây con đường sao mà rộng thế sông sâu chẳng lội được qua người xe đi như gió thổi ngước lên mới thấy mái nhà nhà cao sừng sững như núi mấy trăm cửa sổ gió reo đường lên đi vào trong ruột quanh co như báo leo đèo bố ở tầng năm chót vót gió như đỉnh núi bản ta sớm chiều xuống lên thang gác nhớ sao đèo dốc quê nhà với bài thơ này cô có hai từ ngữ khó cần con lưu ý vậy bây giờ chúng ta sẽ vào phần chú thích để lý giải nghĩa của những từ ngữ này các con nhé các con cùng nhìn lên màn hình cô có hai từ ngữ cần các con lưu ý như sau từ đầu tiên là sừng sững sừng sững là từ gợi tả một vật to lớn chắn ngang tầm nhìn và từ thứ hai là thang gác thang gác là các bậc nối tiếp nhau để đi từ tầng này đến tầng khác Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên, các con hãy đọc cả bài thơ và trả lời cho cô câu hỏi Quê Báo ở đâu? Và những câu văn nào cho con biết được điều đó? Cô chúc mừng con, con đã trả lời rất chính xác. Con thấy rằng quê Báo ở miền núi và những câu thơ thì điều đó là Ngọn núi ở lại cùng mây, tiếng suối nhòa dần sau cây, quanh co như báo leo đèo, gió như đỉnh núi bản ta và nhớ sao đèo dốc quê nhà. Ở đây toàn những từ chỉ đặc điểm của miền núi và giúp các con nhận ra quê báo ở miền núi đúng không nào? Đó là ngọn núi này, tiếng suối này, quanh co như đèo này, gió này bản ta và đèo dốc quê nhà như vậy thì quê báo là ở miền núi còn báo đi thăm bố ở đâu hả các con đúng rồi báo xuống thành phố thăm bố chắc chắn là giữa miền núi và thành phố sẽ có rất nhiều điều khác nhau đúng không nào và những điều ấy đã khiến cho bạn báo cảm thấy lạ con hãy tìm những điểm ở thành phố khiến bạn báo thấy lạ các con nhé một câu trả lời hoàn toàn chính xác nữa cô chúc mừng con con thấy rằng những điều ở thành phố khiến báo thấy lạ đó là con đường rất rộng con đường sao mà rộng thế sông sâu không lội được qua như con suối ở quê sông sâu chẳng lội được qua người và xe rất đông đi như gió thổi người xe đi như thổi nhà cao sừng sững như núi ngước lên mới thấy mái ngước lên mới thấy mái nhà và cuối cùng là nhà có trăm cửa sổ đi theo thang gác ở giữa nhà như đi vào trong ruột những câu thơ thể hiện điều này đó là nhà cao sừng sững như núi mấy trăm cửa sổ gió reo đường lên đi vào trong ruột đó là những điều ở thành phố khiến báo thấy lạ vậy con tiếp tục tìm và trả lời cho cô câu hỏi những gì ở thành phố khiến báo thấy giống quê mình đúng rồi con đã trả lời rất chính xác những điều ở thành phố mà báo thấy giống ở quê đó chính là nhà cao thì giống như trái núi câu thơ thể hiện điều này là nhà cao sừng sững như núi bố thì ở tầng năm gió lộng bố ở tầng năm chót vót gió giống như gió trên đỉnh núi gió như đỉnh núi bản ta và lúc cuối cùng là lên xuống thang gác như leo đèo khiến báo càng nhớ dốc quê nhà sớm chiều xuống lên thang gác nhớ sao đèo dốc quê nhà như vậy thì dù ở thành phố có rất nhiều điều mới lạ tuy nhiên thì báo vẫn nhìn ra được những điểm giống quê mình bởi vì là trong con mắt của người miền núi thì dù họ đi đến đâu họ cũng luôn luôn so sánh cảnh vật ở thành phố ở nơi mới đó đối với cảnh vật của quê hương mình từ đó thì cũng thể hiện họ rất yêu quê hương của họ các con ạ câu hỏi cuối cùng mà cô muốn dành cho các con đó là qua bài thơ con hiểu gì về bạn báo Cô chúc mừng con, con đã trả lời rất chính xác. Con thấy được rằng, bạn Páo lần đầu về thành phố thăm bố, bao thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng gợi cho Páo nhớ về cảnh và vật ở quê nhà. Và qua điều đó thì chúng ta vừa thấy được sự ngây thơ, hồn nhiên của bạn Páo, vừa thấy được tình yêu của bạn ấy đối với quê nhà đúng không nào các con? Cuối cùng thì cô cùng với các con sẽ vào phần tổng kết bài đọc này muốn nói với chúng ta về sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của bạn nhỏ miền núi về thăm bố ở thành phố bạn thấy cái gì cũng lạ nhưng vẫn gợi nhớ đến quê nhà và điều này thể hiện bạn là một người rất yêu quê hương và sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của bạn báo cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay các con về nhà hãy học thuộc lòng những khổ thơ mà con thích con nhé bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các con hẹn gặp lại trong những bài học lần sau